giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Nhật Kim Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau ly hôn khiến ai cũng xót xa. Những ngày qua, hình ảnh Nhật Kim Anh vui vẻ chụp hình cùng chồng cũ Bửu Lộc và ba mẹ trong dịp sinh nhật con gái Bửu Long được nhiều người quan tâm. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh vui vẻ của nữ diễn viên bên chồng cũ chứng tỏ mối quan hệ của cả hai đã cải thiện. Một số người còn cầu mong Nhật Kim Anh nối lại tình cảm với chồng cũ vì con trai. Sau khoảng thời gian tập trung cho bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa cũng như công việc kinh doanh, chúng tôi hẹn Nhật Kim Anh vào một buổi chiều cuối tuần. Đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ một con thẳng thắn chia sẻ những ồn ào không hay thời gian qua liên quan đến gia đình nhỏ của mình sau khi xác nhận ly hôn. Sau bức ảnh chụp chung nhân dịp sinh nhật con trai cưng Bửu Long, nhiều người quan tâm đến mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng. Đến bây giờ, mối quan hệ giữa tôi và bên nội hoàn toàn bình thường. Hai bên vẫn rất tốt đẹp. Tôi đâu phải nạn nhân hay tội phạm đâu mà bị xa lánh. Vấn đề uẩn khúc nhiều lắm, nó nằm từ bên trong. Việc tôi và chồng cũ ly hôn cũng được gần 2 năm mấy rồi, tại sao đến giờ mọi người mới biết? Thậm chí hồi xưa có một số thông tin nghi vấn tôi và chồng cũ ly hôn, nhưng tôi vẫn một mực phủ nhận. Thực ra tôi không muốn giấu hay nói dối điều này, nhưng tất cả là vì con. Dù hai đứa bên trong có xấu xa, thối nát như thế nào đi chăng nữa, thì bên ngoài xã hội tôi vẫn muốn con trai mình là người có cha có mẹ. Đến giờ phút này, mặc dù tôi đã không còn nhiều tình cảm với bên nội như trước đây, nhưng tôi vẫn cố gắng cho con thấy hình ảnh đẹp của gia đình bà nội. Lý do vì sao ở thời điểm này chị mới chia sẻ những câu chuyện mà lâu nay vẫn im lặng mỗi khi được hỏi đến. Nhiều lúc tôi không dám chia sẻ với mọi người vì tôi sợ khi con trai lớn lên bé sẽ đọc được những điều này và đó là điều tôi không muốn. Có những thông tin bên lề cho biết mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng đang có vấn đề khó giải quyết. Tới giờ phút này tôi vẫn muốn nói một câu là tôi rất thương mẹ chồng và ba chồng của mình. Nhưng mà mới đây nhất, những tình thương dường như bị sụp đổ, họ không còn như xưa nữa. Kể từ khi chuyện tôi và chồng ly hôn được mọi người biết đến, ba mẹ chồng đã quay lưng lại với tôi khiến tôi hụt hẫng. Bản thân tôi không có giận điều này, nhưng mà tôi buồn nhiều lắm. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ sự ích kỷ, không muốn chia sẻ cháu nội của mình cho ai, kể cả tôi. Nhưng bên nội họ quên rằng tôi vẫn còn thiên chức làm mẹ. Tôi đã rất buồn, tôi sụp đổ hoàn toàn. Vậy những lần gặp nhau gần đây nhất thì gia đình bên nội và Nhật Kim Anh cư xử như thế nào? Tôi vẫn bình thường, cố gắng gạt bỏ hết những chuyện không vui để đoàn tụ với con. Tôi không muốn những chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng làm con trai cưng buồn. Nhật Kim Anh có lo lắng sau những chia sẻ này sẽ làm cho mâu thuẫn với gia đình nội nhiều hơn? Tôi không lo lắng gì cả, chuyện gì thì cũng đã trải qua hết rồi. Việc bây giờ tôi quan trọng nhất vẫn là con trai của tôi thôi. Nhật Kim Anh bây giờ đang trong mối quan hệ tình cảm như thế nào sau khi chuyển qua chế độ độc thân? Sau khi mọi người biết tôi đang độc thân thì cũng có vài người tìm hiểu mình. Nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ đến điều đó. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là đưa hai công ty của mình vào quỹ đạo và bắt đầu có những thời gian dành cho con trai cưng của mình. Nhiều khán giả lo lắng khi thấy Nhật Kim Anh vắt kiệt sức làm việc sau sự cố mất 5 tỷ đồng. Sau sự cố mất tiền tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu, phải đi kiếm tiền lại nhiều. Nhiều khi cảm thấy nản luôn vì đó là tài sản của mình. Nhiều ý kiến chê trách tôi sao khờ vậy, sao lại để ở nhà nhiều tiền rồi mất. Nhưng mọi người không hề biết thực hư câu chuyện như thế nào. Đó là số tiền tôi vừa bán chung cư và một ít tiền hàng cộng với trang sức. Định là sẽ để ở nhà, đầu tuần sẽ đi gửi ngân hàng. Nhưng không ngờ vào ngày cuối tuần điều xui xẻo lại diễn ra. Thời gian gần đây nhiều người bàn tán về tin đồn cô mâu thuẫn với Cao Thái Hà. Tôi cũng không hiểu vì sao lại có tin đồn này. Tôi và cô em Cao Thái Hà trước đây rất thân thiết với nhau. Hồi xưa tôi hay chở bé Hà đi quay chung, còn về nhà tôi ăn cơm nữa. Thời gian này tôi và Hà đều bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian đi chơi, chứ đâu có mâu thuẫn gì. Đóng chung với bạn diễn Hứa Minh Đạt, những cảnh tình cảm ướt át thì có bao giờ Nhật Kim Anh lo lắng vợ của bạn diễn ghen? Thú thật là tôi không quan tâm, vì khi đã nhận vai diễn thì người diễn viên phải làm tư tưởng cho bạn gái hay vợ của mình ở nhà rồi. Bản thân tôi cũng vậy, trước đây nếu có những cảnh nóng tôi đều nói với chồng mình. Thời gian gần đây có nhiều câu chuyện liên quan đến phim giả tình thật. Bản thân chị có bao giờ vướng phải điều này chưa?
Tôi chưa bao giờ dính dáng vào những chuyện như vậy. Tôi rất rạch ròi vai diễn và đời sống, không để mọi thứ lẫn lộn với nhau được. Sau thành công của Tiếng Sét Trong Mưa, Nhật Kim Anh có dự định gì tiếp theo? Hiện tại tôi đang tham gia bộ phim Vua Bánh Mì, cũng là một cô gái có số phận rất là bi thương. Vào tháng 10 tôi sẽ cho ra mắt một bộ sản phẩm âm nhạc dưới dạng phim ngắn với một dòng nhạc hoàn toàn mới mà trước đây mình chưa từng thấy. Xin cảm ơn Nhật Kim Anh về những chia sẻ vô cùng chân thành. Chúc chị sức khỏe và thành công hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.